Đây. Rồi. Không được động vào đấy đâu nha, nó rơi nha. Cứ để đã chấp rồi. Tí nó rơi tí tiếp bây giờ. Rơi là đánh đít đấy, đánh đít em đấy. Đã chấp rơi cổ rồi á. À, rơi đánh đít em đấy. Đã chấp rơi cổ. Anh Bảo đang làm việc đấy. Chạy cả xuống dưới này chứ. Rồi quét nhà đi, quét nhà đi xong rồi chưa dán xúc xích. Ai ai xít nhẹ thôi, từ từ thôi. Ít một. Đấy. Chơi cậu nhà thì bà đi hay rau hay rợ để nó canh ăn nha. Vâng. Vâng. Rú, rú qua sang đây không? Không. Không sang. Thế sáng nay mẹ đưa sang à? Không, mẹ đi làm. Dạ. Đã ăn con đun. Không trồng cây à? Con đun con con. Bà. Đã ăn con đun con đun đun con. Đâu? Mở ta. Đâu? Mở ta. Con đó. Vâng. Bắt nó vào cho con ấy nó mổ. Dạ. Bắt nó vào cho con chim nó mổ. Bắt con đun con đi. Ăn con run con mà. Bắt được không? Cái kính ra mượn. Hả? Kính nha. Kính, ơ em để đâu rồi? Em kính ủi ngoài kia kìa Bảo ơi. Đồng hồ đâu? Đi ra lấy về đây. Con run nữa đây. Kia nó bò ra kia rồi. Đi ra một chút. Đấy, đây này. Đấy. Đấy, con run đây. Con chiếu. Con chiếu à? Đấy, cho nó ra đây nó mổ. Đeo à? Đeo, đeo, đeo. Đeo, đeo. Đeo đồng hồ nữa. Đây, đeo. Như này được không? Không cần, không cần đi ăn. Không cần đi ăn. Cái gì? Đây cái lá này. Đây cái lá gãy vào. Cái gì? Con quần chiếu. Thằng em. Sâu ơi, sâu, lại chạy đâu rồi? Đây gọi là làm tóc quỷ hè. Con đun này. Con ơi. Đun này. Bắt được chưa? Đâu? Cho vào đấy cho con. Cái gì? Cút. Cút. Con đâu đi. Ờ, thả đấy. Yeah, cút. Ngửi nào, thơm không? Em. Hai. Hai cái. Hai thùng. Hai thùng ơi. Đây này. Ngửi nào, thơm không?
Mình cứ đẹp nói. Nhúc vào, nó có cắn đâu. Đấy. Đấy. Cúc cúc. Cúc cúc. Đấy. Thả vào nó không bỏ. Rơi rồi. Rơi ra ngoài phải không? Đấy, ngay ngoài ấy. Cái đen đen ngoài ấy. Đấy, đấy. Hay là thả trong đấy rồi. Thả rồi à? Thả rồi để lúc nữa nó ăn. Lúc nữa nó ăn. Đâu? Ớt cay làm gì nó ăn cho? Không ăn đâu, ớt cay. Ớt cay đấy, không ăn đâu. Ăn cho nó thôi. Thôi. Ai à? Đi. Hai con ngu bạn. Chào cả các bạn nhỉ. Chào các bạn nha. Các bạn chơi cùng anh Biển nè. Cất nè. Chị chạm vào đấy nó rơi rụng rồi như vừa nãy giờ. Cất nha. Hôm nay thầy đi chăn bồ câu nha. Yêu tớ tính ra này. Tính ra đấy. Tính ra đấy. Tình chân tình yêu, anh yêu anh yêu, anh yêu. Bịt quá. Anh muốn gửi mấy cái. Hai cái, hai thằng. Bảy cái đi. Hai thằng có hai cái. Bình bình, bình bình. Là đá rồi. Không. Mỗi thằng bốn chiếc. Bốn cái gì? Có ăn hết được. Cả. Mỗi thằng 3 chiếc hả? 4 chiếc. Rán hay sợ 7 chiếc, rán hay 7 chiếc đi. 7 chiếc để con ăn cơm. Má không ăn cơm đâu bạn. Đâu để đây nè. Để bạn nè, không vừa không? Vừa. Cẩn thận không quẹt điện thoại. Cho thịt ra đây chứ. Cho thịt ra đây nào. Đấy. Đấy đẹp rồi. Chưa đẹp. Đâu các bạn đâu. Ôi. Đây em ra đây. Để đúc. Ra là ngày đúc. Để cho các bạn xem. Đây này. Khánh. Đúng rồi, đúc ở chỗ đấy để cho các bạn xem. Các bạn đang xem cậu quý này. Ừ. 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 Không vừa đâu. Em ạ. Không vừa đâu. Không đúc vừa. Đấy, chỉ đúc được như thế thôi. Tôi bé không đúc vừa được. Bé tôi to. Con đông. Mười giờ rồi chứ. Con đông. Hả?
lại mang ra ngoài kia để nhá. Ngày sau không biết cầm lại đây đâu. Nói sao ngày kia đi. Không cần, à cứ khứa thôi, không cần cắt nói đâu. Khứa chứ. Khứa. Khứa mà, băm ra đây. Không băm. Băm ra cháu còn ăn lắm nữa. À ờ. Sang để cả miếng ăn. À sang để cả khúc ăn. Hello. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi tạo mẫu tóc. Thằng tạo mẫu tóc nó đang ở nhà mình nhá. Thằng tạo mẫu tóc là thằng bà thối. Thằng mẫu tóc đây mình đây. Thằng, đây mình là... thằng chăn chim là thằng bà thằng khai thối. Đây nhá, thực tế nhá. Thằng chăn chí và thằng nhổ tóc sâu, tìm tóc sâu, tìm tóc trắng này. Tao là in để anh nhổ phát vẫy luôn cái tóc. Vẫy này. Đi vào tay ra, cứ cưới cho vào tay rồi đấy. Nhẹ nhẹ, anh làm cho anh tí giặt khoa gì. Đây mình đứng ở mình nha. Đây. Hello. Các bạn ơi, các bạn nhìn anh Quy nha. Anh Quy tên mê lóc quá. Anh Quy tên mê lóc. Anh Quy tên mê lóc đấy. Tôi đi ngả mày nhá. Không cởi được. Không cởi được. Tám chiếc rồi, dán hết nhé. Hả? Ờ, dán nốt đi. Đây, hắn đây. Hả? Làm gì? Ở đây. À, đây là gì? Ở đây. Cậu hồi cậu ghi đâu? Cậu hồi cậu ghi đâu? Cháu để cơ. Đúc vào đây. Xong rồi cho mượn. Đây, đúc vào đây đã. Đúc đồng hồ đây đã. Đây. Từ từ. Đúc đồng hồ vào đây. Rồi, từ, lau kính đi đã. Thấy không? Thấy chưa? Ai kéo? Hả? Ướt. Ướt đâu ấy? Không biết. Em đúc vào đâu mà nó ướt thế? Đúc túi vừa. Đúc vào túi á? Túi ướt à? Túi ướt mất rồi. À ơi, tiếng đồng đờ trống ra. Hát cái gì? Hát nào? À ơi, tiếng đồng đờ cúc kì. À, hát là ấp ổ. Hát đi. Mười chú gà con. Ấp ổ, đắp ổ. Ấp ổ, mười chú gà con. Hôm nay ra đủ. Hôm nay ra đủ. Lòng trắng lòng đỏ. Lòng trắng lòng đỏ. Thành mỏ thành chân. Thành đỏ thành chân. Cái mỏ tí hon. Cái mỏ tí hon. Cái chân bé xíu. Cái chân bé xíu. Tiêu. Lông vàng mát xíu. Lông vàng mát xíu. Cơ tí tí trong đấy. Ta yêu chú lắm. Thế rồi. Đó. Chú có biết không? Không biết thì làm sao mà biết được. Nghe. Kính đâu rồi? Đọc lại đi. Kính đâu? Đấy, còn đâu? Ủa, ơi, sao đi tắm biển? Có cái này đâu? Đây là
Đây là thầy giáo quý. Wow, thầy giáo. Hôm nay chúng ta học một bài thơ về con gà. Đọc tiếp nào. Con gà vừa nãy. Hôm lông vàng mát dịu. Mắt đen sáng ngời vậy con. Sáng mờ. Sáng mờ á? Sao lại sáng mờ? Ôi chú gà ơi. Ôi chú gà ơi. Hôm anh nay... anh yêu chú lắm. Bảo yêu gà lắm. Thì yêu cục lắm. Yêu cục cất lắm. Em thì yêu cục cứt gà lắm. Yêu cất đầu quá. Yêu cất trả quá. Bảo yêu chú gà lắm nhưng mà em tại chị yêu cục cứt gà lắm. Vừa cục cứt thì đạp. Vừa cứt thì đạp. Bảo yêu chú gà lắm em tại chị yêu cục cứt gà lắm. Con cứ nhìn thấy rồi. Đâu? Con nào? Đó. Đây này. Ơ thằng này đã hai ớt vào đây rồi. Đấy. Ớt cay đấy. Đấy anh đẹp không? Hello. Xin chào các bạn. Các bạn ơi, bỏ đeo kính à, bạn đeo đeo à. Có để đối thu vào không đeo? Đeo kính à. Không cần đeo kính ạ. Đây. Đấy. Đừng có cởi ra nữa. Đeo thế thôi. Rồi học đọc bài đi. Đấy, ấp ra mà. Âm rồi, con đọc bài ra nào. Đừng có lười như thế. Lười à? Cười như này, mở mắt cho này này. Đấy. Vậy chứ, ai đây? Đọc bài thơ đã chứ chưa được. Nào em ơi, lại thổi ra rồi. Giỏi ơi, không cho nghịch nữa nhá. Tao có kẹo gì không? Cái gì? Tao có kẹo gì không? Kẹo gì là kẹo gì? Tao có kẹo gì không? Kẹo cục cứt gà thôi. Chỉ có kẹo cục cứt gà thôi. Kẹo cục cứt gà thôi, có lấy không? Bạn thì yêu chú gà lắm. Kẹo cục gà. Thì yêu cục gà. Thạch yêu cục gà. Kẹo cục cứt gà thôi. Kẹo cục gà. Kẹo cục quý bà ạ. Nhìn này này, nhìn ông ấy làm này. Trời ơi, thằng này làm xấu mù ấy. Nó ôi, làm thằng này làm xấu mù nhờ. Này này. Ôi, làm xấu mù ấy. Này này. Ê, anh này cũng thằng này làm như cái ép ấy. À, thằng này làm như củ giấm ấy. À, thằng này làm thấy chưa? Thằng này làm đầu như củ giấm ấy anh em ạ. Đừng nghe nó. Ai ạ? Đâu rồi đi cháu. Chưa được. Nó đã. Đây rồi, ăn đường đi. Chuyện này này, chuyện này viết này này.
xa để xa. Xa xa ra các bạn ấy nhìn thấy đấy. Nào để dụng ý làm nho đầu tiên đấy. Thế dạng lên thôi được, đã được đâu mái, đã được đâu mái, đã chỉnh đâu thôi ngoảnh lên nào. Hai bộ bộ năm bộ ba bộ tư bộ bảy nha hai. Nó bị chuột đúng rồi. Nó đây lại. Tiếp. Đấy. Đấy. Mình mày. Chà bắt ngay kìa. Hỏi nào. Đi đâu vậy? Mày đi đâu vậy? Quệt vào đấy em nhá. Quệt vào cửa. Quý ơi. Đây các bạn này. Mắt bay. Mít về rồi. Mít về rồi. Bắn nhá, cái chờ bắn nhá. Đã ăn rồi à? Đặt chiếu đi, để im cái kia nhá. Để im cái đấy, đấy nhá. Để im cái đấy để tí ăn cơm mình quay. Em nhá, không được chạm vào kia nhá. Biết chưa? Đi ra giải chiếu ấy. Ờ, đi giải chiếu bạn ơi. Thank you.
Ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi. Ăn gì? Sữa. Tao ăn cơm rồi. Cơm thức ăn. Ôi xa. Ăn cơm các bạn ơi. Ăn cơm các bạn ơi. Sữa giảm vào. Này không được chạm đây đâu nhá. Không được chạm đây đâu nhá. Biết chưa? Nếu chuyển cái này ra thì ăn không không thì con buồn để bà lấy cơm. Cho cơm. Không con buồn. Con buồn mà. Cái của em đâu? Ngồi đó. Con cơm để ăn nào. Đây. Mấy cơm để thái cho nào. Con cơm để ngồi. Mời chưa? Mời chưa? Mời chưa? Ăn đũa của thằng Thạch đi nha.
Rồi.
Đấy, nước chấm, đúng rồi. Đấy. Ôi, đây đây. Đũa đây. Ôi, con dê. Con dê. Con dê nhà hai tôi. Con dê cũng bò đi rồi. Con chiếu, kệ nó, con chiếu. Kệ nó, con quần chiếu mà. Để con chiếu, con dê. Quần chiếu. Chạm vào nó xem nó quấn vào đó. Bây giờ để ăn luôn nhanh lên. Rết. Nhưng cái khuôn của nó cong tan rồi. Ngồi ăn đi. Đặt gần thế này, đặt ra ra. Đặt về đây. Đặt về đây. Cho các bạn xem chưa. Nó như không con quần chiếu nó bỏ đi rồi. Đi rồi, con quần chiếu một con nữa rồi kìa. Nhanh lên. Thấy chưa, nhanh lên nhanh. Tập nó biết đi. Đó, để đấy, đúng rồi. Đấy, em ơi, đúng rồi. Con quần chiếu bỏ ra các bạn kìa, nhanh lên. Người đây. Một cái quần chiếu đi đâu. Đấy, bỏ ra các bạn kìa. Đấy, nó bỏ đang vào các bạn kìa. Về đây không, nó bỏ vào người cho. Một cái quần chiếu. Chiếu con mà. Chiếu có bỏ người rồi. Buồn người ta. Ăn nha. Tí tí cậu ăn. Người bạn ăn nha. Ăn nha. Người bạn ăn. Người đây. Mời bạn ăn nha. Ăn nha. Người bạn ăn cục con. Ăn nha. Ngon quá này. Này. Mời bạn ăn cái cá bỏng trời nha. Này. Mời bạn ăn cơi của cơ nha. Này. Ui dồi ôi, ngon đi rồi. Ấy. Ừ. Quá. Em. Mặn nào? Mặn á? Mặn nào? Mặn. Ta đây chồng cho kè nó kè đấy đấy kè cái kè ta kè đâu ấy là chú bè á kè à quý này á đồ đi chưa chứ đi nào á nào á bảo ơi. Ăn đi. Cảm ơn ơi. Tí con nó bỏ vào người rồi. Ăn nhiều chút chút là có bà ăn được. Thế còn đây. Con đi đâu rồi? Đi rồi, nó bỏ đi rồi. Kiểu? Nó bỏ vào các bạn. Đi nào? Nó bỏ sang các bạn rồi. Chúng bỏ cho các bạn. Ăn đi cả tắt luôn rồi. Cả ăn đi. Ê thằng em. Dẫn ngộ. Đấy, chấm vào đây nè. Chấm vào ăn ngon hơn. Thử nhé. Em dẫn nước rồi. Ngon nhỉ. Chút chút ngon nhỉ. Cũng thích ăn được thích anh hai ca không ăn đi thì anh bảo ăn hết rồi thì anh bảo ăn hết chút chút nước chấm nước chấm đậu quá mà. Rồi. Đấy. Bỏ lên đây. Rồi. Rồi các bạn ơi, bún này. Đấy, ăn hết cơm mới được ăn cái này. Bác ơi, bác ăn hết cơm các bạn rồi ăn bún nha. Đấy, các bạn là ư. Các bạn ăn cơm nha. Ơi, ăn cơm nào. Ăn cơm mà cũng thất cả. Nóng nhỉ, trời ơi.
Tố bao nhiêu bà? Nhìn xem tố bao nhiêu. Có số đó, số. Có à, nó ở giọt gió này. Nó đang chạy này. Đấy. 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 nốt à? 7 8 Không không 4 nốt à? 10 11 12 Không không 4 nốt à? Nghe như nào? 0 0 4 1 3 2 à 1 24 hai chỗ quấy là thế nào? Ông, con ăn cơm ở đây rồi. Ông ăn cơm đây, con ăn rồi. Vâng. Và ăn cơm cháu ông rồi. Mà nó đang ăn đây hả? Để nó ăn đây ông ạ. Không, cậu ngủ ở đây luôn thôi. Về ngủ đây cũng được không ạ? Ông nhầm nước không? Không ạ. À. Cho nó ở đây cũng được. Tối về chào ông chưa? Ông chào ông. Ông vâng vâng chào ông chào ông vâng ông chào con nè vâng vâng ăn đi rồi chào nghe được thấy ăn em hết ăn rồi không bún thôi à bây giờ các bạn đang ăn hết đấy cả thằng em đã hết đâu nhà các bạn bây giờ cái bạn mặc áo đỏ không đấy cái bạn mặc áo đỏ cần ai đây hả cần ai đây của bạn áo đỏ cần ai cơ hỏi nè bạn áo đỏ tên gì đây con gì đấy anh em ơi tôi tên là Thạch Hùng cái trùm cực cất cái thằng này biết đỏ màu tôi đang ăn xúc xích đây này có ăn không này rẻ hơn rồi này ngon không cháu ít nữa. Có bà lấy cho. Bố mua, này bố mua. Kẹp vào tay ăn thôi. Được, cho đây. Ông về rồi cả. Rồi. Về đây. Thằng em về đây. Cháu ngủ, ông ngoại về. Ừ. Ngủ. Ừ. À được cơ. Ông ngủ ăn thôi. Ăn được. Ăn được. Ngay ngủ với cháu ngủ. Ừ, ngủ và quý. Hay là cho con gà nhá. Dạ. Ngủ con gà nhá. Ngủ con gà hay ngủ con lợn? Con lợn. Không ăn hết thì cho ngủ con lợn. Con con lợn ngủ con lợn. Con lợn là gì cả? Có. Có. Ừ. Ở ngoài chợ ấy. Cho nếu mà thằng nào không ăn hết thì cho đi ngủ với con lợn. Con bị cả.
Nè, em này. Ba cho anh biết rồi. Không biết từ cho bà nữa. Mình còn bé không chuẩn bị lớn nữa. À. Người già một tuổi thôi. Bi bi. Bi bi. Người già. Người già người nam không chuẩn. Người non chẳng không ăn. Các bạn ăn hết rồi. Nhờ bạn áo đỏ ăn chắc hết rồi rồi. Ăn rồi không? Này mỗi nào gánh lên. Này, thằng cưa, mày ăn hết đi. Bạn áo đỏ. Bạn áo đỏ nhìn lên thầy đấy. Bạn áo đỏ nhìn lên thầy chứ. Nha nhớ ơi. Thằng cưa, mày ăn hết đi. Ăn đi bảo ơi. Không muốn ăn hết được giờ. Đâu rồi. Đáng hơn. Đấy, nó rổ mấy rồi. Nó rổ ùm dữ ra. Chuyện nó lên. Ngài đi. Này, thả cơm cho nó. Đấy, rồi, đi về đây để chú nó hổ mình xem nó mổ. Về đây để cho nó, chú nó mổ. Về đây. Thế đấy, ngồi đấy. Đừng động nó nữa. Nó gần nó không dám ăn đâu. Rồi, đi về đây. Về đây xem. Ngồi đây này. Về đây đây, ngồi đây này. Ngồi đây. Ờ, đi ngồi đấy. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi nha anh dạy ca. Ngồi đi một chút là ăn đấy. Đừng có đậm vào nó. Đậm vào nó hôn nó không ăn đâu. Nó cũng tưởng là nó chơi cái gì vậy. Ừ. Ừ, gì vậy? Còn được ăn rồi. Đừng có chạy. Nó hôn. Còn cái gì ta đây. Ăn đấy. Thôi, đừng có đậm. Ngồi im nhỉ. Giờ nó đang ngủ rồi. Ngồi đi nha. Tao nhìn nó. Nhanh nhanh ăn, nhanh nhanh nhìn nó ăn. Ê, nó mổ rồi. Ừ, nó đang bị ngủ ăn. Đừng có chắc ăn. Để cho nó ngủ. Buồn máy được rồi, bảo buồn máy à? Không không buồn máy à? Không. Gọi bà ăn cơm. Thế bà con lại xuống đây rồi. Là bà cụ ăn cơm. Anh mời bà cụ ăn món. Bảo bà ăn cơm. Bà ăn cơm. Ăn cơm. Mẹ bôi.
này, 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 con sắp mổ rồi. Ừ. 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 Rồi thế nào? Nhặt cho con chim. Đây này, nút cho con chim. Thả cho con chim. Đấy. Mấy người thả đằng đấy à? Đấy, đúng không? Rồi. Đấy. Rồi, đi về đây cho nó mổ. Nhai đi. Nhai thôi. Rồi. Rồi, tìm lên. Ăn đi bà. Bao nhiêu rồi? Ăn thịt đúng không? Công năm mấy? Không, không. Không, không. Không còn, không còn. Số mấy? 5, 1, 4, 9 5, 1, 2, 3, 4, 5, 8 không không năm mấy kìa, một không không năm hai bốn năm sáu, bây giờ là in từ không ở đây rồi. Ừ, từ không thế à? Năm hai rồi thấy chưa? Dưa. Ừ, ăn dưa. Con cho con dưa đi. Quả kia đâu rồi? Cái kia đâu? Con ăn dưa rồi. Không có bát. Ông sữa của con. Phải đắm hết ba cơm đi anh nha. Ăn sữa con. Lao đi đã. Đây, đưa đây. Đưa em đây nào. Xem, em ơi là em. Gì? Gì? Con cỏ bát. Ui, con gì thì nó mổ rồi. Để ý nha. Nó mổ rồi. Đừng nào đâu. Không sợ. Sợ gì? Sợ gì cũng ngộ. Cái gì đấy? Cái gì đây? Cái gì đây? Ông phai. Cái gì? Một kẹo. Kẹo ăn hộp sữa. Kẹo. Không, không thấy mình hộp sữa này. Rồi đây này. Ờ đây này. Ăn nốt đi. Ăn hồi nào. Ê, để bơi. Để bơi. Để bơi. Đừng. Đừng ngay ngay. Đứng đờ gì? À, được rồi. Đứng mũ. Ôi dồi ôi, sắp vỡ bể bơi rồi. Bao nhiêu phút rồi? À, năm mấy? Không biết. Ê, đúng rồi. Ơ đây, đây chấm ở đây mất ăn nữa. Ơi dạ, để bà đấy đi tay nè, xe tay nè, tay tay ai dạ ơi chưa giấy lau chưa em rượt ra rượt lấy một mẫu ra. Đấy. Tao đến thì ở con nhóm mày không? Nó mồm nơi tay. Tao sống trong con nhóm mày đâu. Được.
Yeah, như anh bảo để cắm vào đũa này ăn. Ăn kia. Đấy, cắm vào đũa. Ôi, cắm ngoài thế nhỉ? Cắm ngoài chợ đấy nhỉ? Vâng vâng, để bỏ mình bắt anh cơm. Bảo thử chấm một cái này nào, xem ăn thử xem. Thử xem không cay. Đấy. Rồi. Không cay đâu mà. Thấy không? Ngon không? Ngon hơn không? Ê, bà bể bơi. Quý ơi, bé bể bơi. Ôi, bể bơi lắm lắm. Móng tay để ngoài mũi đây, ngoài mũi này, đây. Ngoài mũi, ngoài tai, ngoài chiếc tai. Chúng con chim ăn hết chưa? Ăn đi Bảo. Ăn nốt đi, xem bao nhiêu rồi, năm mấy kìa. Đọc thế nào? Các bạn ơi, năm mấy rồi? Tiếng rồi, chào các bạn.